Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV nha các bạn. Thì tiếp tục video hôm nay em sẽ quay và cập nhật giá chỉ thiên hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV nha các bạn. Thì hàng ngày kênh Boykin TV sẽ quay và cập nhật giá chỉ thiên hàng ngày và một số loại nông sản có khu vực vùng Trung Á Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả đây trên kênh của Boykin TV nha các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt hay là có quan tâm đến vớt hiện nay thì cũng vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình vớt chỉ thiên qua từng ngày trên kênh của Boykin TV nha các bạn. Thì như các bạn đã biết thì tỉnh Đồng Tháp cũng diễn biến dịch bệnh khá là phức tạp và một số tỉnh lân cận cũng diễn biến khá phức tạp, nên là việc tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến thêm 10 ngày nữa là đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Thì việc thu mua của các thương lái từ các tỉnh khác lại gặp rất nhiều khó khăn, và việc vận chuyển hàng hóa đi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì giá cả có thể thay đổi theo tùy nơi, tùy khu vực cũng như là tùy từng loại ớt mà có giá cả khác nhau. Thì em chỉ quay và cập nhật giá ớt ở tại cồn Trung Á Hồng Ngự Đồng Tháp, xã Tân Quỳ, Tân Hòa, Tân Quế, và chỉ cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá ớt chỉ thiên hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2021, thì thương lái mua tại khu vực xã Tân Quỳ, Tân Quế, Tân Hòa và cồn Trung Á Hồng Ngự Đồng Tháp với giá ớt hàng chợ, giá dao động tầm khoảng từ 13.000 đến 17.000 đồng trên ký các bạn. Thì thương lái đây mua chỉ có giá thôi các bạn. Thì em chỉ quay và cập nhật giá ở đây tao cho mọi người cùng tham khảo ở đây. Thì thương lái mua đây cũng tùy từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái mà cũng như từng khu vực mà có giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Thì em chỉ quay và chia sẻ với quý anh chị và các bạn về giá ớt ở xã Tân Quỳ, Tân Hòa để cho quý anh chị và các bạn tham khảo ở đây thôi. Còn giá cả có thể thay đổi theo tùy nơi, tùy khu vực, mà tùy vùng dịch mà có thể có giá cả khác nhau. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và trở nên hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.